Cứu tôi, tài ơi, trả tôi tài ơi. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay em sẽ tiếp tục cái màn trò chơi cho tem nha cô chú anh chị. Bữa nay em sẽ chơi tiết mục trò chơi là trò chơi gì? Chạy đua ba chân. Theo hình thức thì sẽ chân này bụ cái chân này ha, tay này bụ cái tay này nha, chỉ chạy vậy thôi. Đó, chạy gì nghe chú anh chị? Ôi chạy gì hả? Thôi chạy được. Chạy gì? Chạy được. Té là phải đứng lên chạy lại tiếp nha, chứ không có bỏ cuộc nha. Ai mà bỏ cuộc rồi sẽ bị lội ra hết trơn. Đó, ok không? Rồi. Hiểu chưa? Nè, đang nói đây nè, đừng có nói nhiều qua đây. Đó, hiểu chưa? Rồi. Ai mà té là phải đứng lên chạy tiếp nha, không có bỏ cuộc nha. Chạy té phải gì nè? Thì cái kết cuộc mà bị thua á, thì đội thắng á, thì cứ gì xuống dưới mút sình á, đắp vô cái mặt ha. Đắp vô mặt người thua ha, cô chú anh chị nha. Thì mà đội thắng á, thì sẽ có thưởng, mà thưởng đó là thưởng phần sau thôi chú anh chị nha. Tại vì em chưa có mua đồ nữa, nãy giờ nằm suy nghĩ quá trời, chưa có ra cái màn trò chơi của chú anh chị, thông cảm nha. Thì bây giờ trước tiên là tính cái chuyện thua cái nha. Đó, thì một hồi nữa em cũng, nếu mà phần thưởng thì em cũng sẽ quay lại cho tất cả các chú thôi. Ai thua hít đất? Hít đất không? Ừ. Ai thua hít đất hả? Ok. Rồi, ok luôn. Ok. Rồi, ai thua hít đất 10 lần. Rồi. 10 lần. Hít đất 20 cái. Vậy? 20. Ờ, chơi. Hít đất 20 cái. Ok. Ok chưa? Ok, chơi. Rồi, vậy bây giờ là tiến hành trò chơi. Thì bây giờ bé Trung với bé Đan phải xìm đi để mất công. Không có được công bằng. Rồi. Anh thôi. Rồi. Bé Đan là luôn nào cũng thích cô eo quá chứ phải không? Bé Đan. Đan thích cô eo hả? Rồi bây giờ thì bắt đầu vô em sẽ buộc nè nghe cô chú anh chị. Đây buộc giò thì cô chú anh chị hãy xem em buộc như thế nào nha. Để đâu vậy? Đứng sát vô. Đó. Rồi. Đây bây giờ em quấn nè cô chú anh chị. Dạ quấn cho anh coi dễ chạy vô. Từ đâu ta quên rồi. Lên. Đó đó. Làm mất cho gọn. Rồi đi. Ấy chị. Chúng ta lại. Nè, đưa tay lên. Nè nè lại đây. Rồi, tới bên cô eo và bé răng. Ai thua hết đất nữa. Ai thua hết đất 20 cái. Rồi đắp thêm vô mặt nữa. Ai thắng thì một hồi sẽ được cái kẹo mút. Ok. Ê. Đâu, vừa hít đất nè, hít ăn cái đắp xình cái, đắp hít đất cái, đọc hít xình cái. Đó. Hít mà cái hít mà cái mình đụng đất á là phải à. Đụng xình vô. Đúng không? Yeah. Hít mà không có cho mình đụng đất. Lẹ đi. Lẹ lúc nào cũng phải chọn con eo chứ. Không, chọn đâu. Lẹ đi. Đồ lâu hồi rồi. Một hồi chắc lên. Thương con eo rồi, giả bộ rồi mới đây. Hãy đặt. Hãy cái giò lên. Cái hồi chạy hồi lâu cái em đi. Thì nói chung quá rồi. Mà nói chung cho cái trò này cũng là cái trò chơi nhân gian á cô chú anh chị ha. Sao đây rồi. Cũng là trò chơi nhân gian. Okay. Nhưng mà hơi kịch tính chứ cô chú anh chị. Chung ra. Đâu. Ô bàn tay voi bàn tay chuột. Thì mỗi bên thì con voi con chuột ha. Công bằng nha cô chú anh chị, chạy một vòng á, cái này là quá công bằng luôn. Vậy thứ bất thì chạy lại đây phải không? Rồi ha, hai vòng lắm á, 10 vòng. 10 vòng. 10 vòng vậy. Em thì bây giờ là em bị lẻ. Em bị lẻ thì em chưa. Em bị lẻ nên em đứng làm trọng tài cho chú anh chị. Đây ha, đây ha. Rồi thủ thư thái nha. Thủ đang hoàng nha. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Nhất định chưa? Rồi. Bây giờ chào khán giả cái nè. Chào khán giả. Được chưa? Vậy. 1 2 Được chưa? Được. Bắt đầu chưa? Rồi. 1 2 3 Được chưa? Rồi. Rồi bắt đầu.
ba, một hai ba, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Quay lẹ lẹ, quay về lẹ. Còn lửa đó, còn lửa đó, quay về. Quay về lẹ. Thôi thua lắm rồi. Thua rồi. Quay vô. Thôi đau ơi, khoan. Chịu chân rồi. Ây da. Sái không được. Đội về là đội của Đan với của em lại thua nữa rồi. Lỡ thua đi. Thua gì? Thua mấy Đan bỏ gọn nữa rồi. Quay lại. Đừng quan. Đừng quan lấy. Bây giờ đội bác thôi để thắng 1-0 thôi cô chú anh chị ha. Thì bây giờ bắt đầu tiếp tục màn 2 nha cô chú anh chị. Rồi chưa? Rồi. Bắt đầu màn 2 nha. Cố lên nha. Không có vụ chơi bỏ cuộc giống như nãy nha, thua nha. Rồi, đếm đi. Rồi chưa? Ở đây đau quá. Đau hả? Đi. Rồi chưa? Rồi. Bắt đầu 1-2-3. Đâu đều rồi. Lẹ lẹ. Chưa quay lại lẫn với một điều. Khoan sai chân nè. Để lấy mình đây. Bạn ơi ha, dạ thì nãy giờ á thì một điều, thì bây giờ em sẽ hai đứa nhỏ bây giờ cũng đã mệt và đau giò ha, thì bây giờ sẽ cử ra một đại diện bên đội ha, hai đội sẽ cử ra một đại diện, bây giờ sẽ chạy màn kết thúc rồi chú anh chị, đó thì bây giờ bác Thôi với em sẽ kết thúc cái phần trò chơi này, ai sẽ là người thắng nha chú anh chị. Thì bây giờ cái phần này là phần lớn nha. Có ý kiến gì không? Không. Không. Quyết tâm phải không? Thắng không? Thắng. Thắng chú Bèo phải không? Chú Bèo có quyết tâm không? Quyết tâm thắng mới thôi. Thắng không nha? Giành chiến thắng. Chắc cú chưa? Chưa chắc. Chưa chắc hả? Rồi nói bây giờ là cô chú anh chị hãy hãy ủng hộ cho con. Hãy ủng hộ cho con. Nhớ hay con thắng chú Bèo. Hãy hay nhớ like, share, đăng ký kênh của quý vị nha. Rồi thì bây giờ bắt đầu nha. Chuẩn bị nè. 1 2 3 đâu. Đằng kia, là lửa kia đó. Mới vô cái ngay à. Ôi. Rồi. Rồi tính mức này luôn đang cho anh thằng. Rồi. Rồi quay đi. Rồi đi thêm lượng nữa thôi. Lượt lượt về. Quay về. Chấp luôn hả? Thôi chấp luôn hả? Giữ thì trời mới thôi cho chấp con eo luôn kìa. Thôi chấp con eo luôn, giữ thì trời. Rồi, bắt đầu 1, 2, 3. Rồi, quay về. Dưới chen chen gà, chen chen gà, chen chen gà. Chen chen tính sao bác Thôi, cô chú anh chị bị bác Thôi show lại té luôn á.
Xô không thành, bây giờ thì thôi bây giờ mình lại cho mát mình bàn tính cái chuyện thắng thua nè. Vô Kim ơi. Cô chú anh chị và các bạn nãy giờ cũng đã xem thì biết phần quà kết thúc và đội thắng hơn chú anh chị ha. Thì cái trò này cũng giảm bớt để cho cô Beo giảm cân được nhiều nha. Thì trò này cũng dành sức khỏe để cho đến bé Khôi và tất cả các em nhỏ ha cô chú anh chị ha. Thì bây giờ chỉ còn có thích đắc nữa thôi. Thích đắc đó là môn thể thao là cho Beo. Cho Beo. Beo vậy đấy. Đội thua rồi hay gì đấy. Cho Beo hả? Cho cô Beo làm gì? Cho chắc. Thích đắc làm gì? Ốm bớt hả? Ừ. Bây giờ là thích đắc ốm bớt không Beo thôi. Ừ. Thì bây giờ bé Trung với bé Khôi là người nào múc sình lên lặn chuẩn bị. Bé Khôi bé Trung xuống múc sình phải không? Ừ. Thì bé Khôi giờ đang hết rồi. Cái gì? Bây giờ đang sẽ hết. Thôi ai đắc sình. Thì người nào hết mà đụng đắc, đụng xuống dưới đắc là sẽ bị tán cục sình cho mình liền. Ừ. Đúng không? Hết, hết là không có cho mình xuống nha, hết gì nọ. Vậy nè, nó không có chèn vang nha. Là 20 cái. Mà em sao không biết, đâu thử coi. Mà em cái đại ơi. Không ạ. Ờ, dế yeah. Tay công xuống đàng hoàng. Cái đại ơi. Ờ, đó à, đúng rồi đó. 10 cái thôi, 20 cái hơi nhiều, 10 cái thôi. Cho bé 20 cái. Hứa 20 cái rồi. Cho bé 20 cái. 20 cái đi. Rồi. Hứa khán giả rồi, giờ giờ có gì đi. 10 cái. Ờ. Khán giả em cho. Cho chung. Thêm tay nữa 100 luôn. Thôi. Thôi. Rồi nằm ngang xuống lẹ. 2, 3, 4. Sao không công tay vậy cô Beo? Công tay xuống đằng ngoài dưới kìa. Cô Beo nó hít bằng đầu gối cái gì kìa. Đụng đất rồi kìa. Đụng đất rồi kìa, coi, đụng đất kìa. 8, 9, 10. Rồi, cho hít tiếp, cho hít tiếp. Hít tiếp, mấy cái ai cô Beo? 8 rồi. Trời dữ vậy đó hả? Trời, mới đây 8 cái hả? 13. Để ra đụng đất. 14, 15. Công tay xuống đằng ngoài. 18, 19. 20, 18, 19, 20, 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 20
20 tha nè. Tha cho chú Beo đi hả? Bước rồi, bước rồi, tha chú Beo luôn rồi. Gâu hồi ốc luôn kìa. Cái này là sẽ giúp ích cho cô Beo rất nhiều nha chú anh chị. Cái trò chơi này giúp ích rất nhiều. À, thoải mái cơ thể ha, và sẽ có năng động và sẽ có mồ hôi ra và nó sẽ khỏe thắng con người á cô chú anh chị ha. Em không được chơi mà em cũng buồn lắm cô chú anh chị. Em cũng muốn chơi lắm mà không đủ người để chơi. Làm gì mới đang giận lắm hả? Thua quạo hả? Thua quạo rồi. Rồi chơi, gửi tay cái chân đi, kết thúc.